Kính thưa toàn thể thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cô xin gửi đến quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo lời chào trân trọng nhất. Xin tự giới thiệu, cô là Ngọc Bích, đại diện ban giáo vụ Edubia. Một năm học nữa lại qua đi, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc cô và trò trường Edubia cùng nhau điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của mình trong năm học vừa qua. Một năm học kết thúc, đó là lúc các thầy cô giáo cùng nhìn lại những thành quả của mình, những tháng ngày miệt mài bên trang giáo án, những bài giảng được đầu tư kỹ lưỡng sao cho thật sinh động, lý thú. Tất cả đều vì một tương lai hội nhập, vì những thế hệ học sinh sử dụng thành thạo ngôn ngữ toàn cầu. Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2022, Ban giáo vụ Edubia long trọng tổ chức lễ tổng kết bế giảng năm học 2021-2022 với những nội dung chính như sau. Phần 1. Tổng kết thành tích của nhà trường Edubia cùng tập thể học sinh khối tiểu học. Phần 2. Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ngoài ra, đan xen trong buổi lễ sẽ có một số mini game thú vị dành cho các em học sinh và các bậc phụ huynh để cùng nhau đạt được những phần quà từ ban tổ chức. Vì vậy, rất mong sự tham gia từ quý phụ huynh và các em học sinh để buổi lễ bế giảng thêm phần sôi động. Để mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, cô xin kính mời các quý vị đại biểu, quý phụ huynh và tất cả các em học sinh, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình để cùng điểm lại những thành tựu mà nhà trường Edubia đã đạt được trong năm học vừa qua. 2021-2022 là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục nói chung và Edubia nói riêng. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà các bạn nhỏ phải dành phần lớn thời gian cho việc học ở nhà thay vì đến trường học trực tiếp. Nhưng với sự đồng hành của thầy cô Edubia, các bạn nhỏ đã vơi đi phần nào áp lực học tập đối với môn tiếng Anh, môn học mà đòi hỏi các em phải rèn luyện và thực hành thường xuyên. Một năm học với nhiều thử thách sắp khép lại, hôm nay trong buổi lễ đặc biệt này, ba mẹ và các bạn nhỏ hãy cùng thầy cô, nhà trường Edubia điểm lại những dấu ấn trên chuyến hành trình trong suốt một năm qua của cô và trò chúng ta nhé. Năm học 2021-2022, chương trình tiếng Anh online Edubia nhận được sự tin tưởng của hàng triệu phụ huynh và thu hút hơn 50.000 học viên mới. Trao hàng triệu học bổng tiếng Anh đến với Sở Giáo dục của 40 tỉnh, thành phố và đưa khóa học tiếng Anh đến với 8.000 trường tiểu học trung cơ sở trên khắp cả nước. Tổ chức hơn 60 cuộc thi chương trình lớn nhỏ về chủ đề thuyết trình tiếng Anh, vẽ tranh, cuộc thi hát, thi đấu online cho hơn 1 triệu học viên đang theo học. Nhiều chương trình đã nhận được sự tham gia rất lớn từ các bạn học sinh như chương trình Chiến sĩ nhỏ tới trường, chương trình Giáng sinh, chương trình Về ngày của mẹ. Ra mắt lớp học Live Class Version 2 trên máy tính và ứng dụng Edubia trên điện thoại và máy tính bảng với những tính năng nổi bật so với phiên bản cũ trên Facebook. Bên cạnh đó, thầy cô ban giáo vụ Edubia đã hỗ trợ 100.000 học viên cải thiện các kỹ năng tiếng Anh, tiến bộ rõ rệt nhờ không ngừng tạo động lực học tập và sát sao việc học để mang lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh. Trước đây con có tham gia rất nhiều khóa học online. Thời gian đầu thì con cảm thấy rất là hứng thú, nhưng mà sau thì có một mình con nên con cũng chán và nản. Sau khi biết đến Edubia và cho con học Edubia thì chị thấy là quá trình học tập của con rất là tốt, có người đồng hành cùng với con, đặc biệt là cô Vân Anh ở ban giáo vụ. Thì hàng tuần thì cô đều gửi thời khóa biểu cũng như kế hoạch học tập cho con ngay từ đầu tuần, và cuối tuần thì các cô trong ban giáo vụ cũng nhận xét cho con các cái kỹ năng học tập qua Zalo của mình, thì mình sẽ nắm được quá trình con học như thế nào, phát âm ra sao. Và trong quá trình con học được mấy tháng Edubia thì mình thấy con khá là tiến bộ, và cái phần phát âm của con là tiến bộ rõ ràng. Và mình rất là hài lòng với khi con tham gia học Edubia. Mình cảm ơn ban giáo vụ Edubia, đặc biệt là cô Vân Anh đã đồng hành cùng với con trong suốt thời gian vừa qua, và con nhà mình tiến bộ thì mình cảm thấy rất là vui. Năm học 2021-2022 chuẩn bị khép lại, thầy cô, nhà trường Edubia cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng, lựa chọn Edubia là người bạn đồng hành của con trong suốt một năm qua. Cảm ơn các bạn học sinh đã luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để đạt được kết quả học tập tốt nhất trong hành trình chinh phục tiếng Anh. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thành tựu của nhà trường Edubia thông qua những con số vô cùng ấn tượng, phải không nào? Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò trường Edubia,
không thể không kể đến sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể quý phụ huynh. Sau đây, cô xin kính mời thầy Adam, giám đốc đào tạo, hiệu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu. Hello everyone, my name is Mr. Adam Lewis, the Director of Education and the Principal of the English Program at Edupia. On behalf of all of the teachers of Edupia, it's an honour and a privilege to speak to you as part of our closing ceremony for the 2021-22 school year. Chào quý phụ huynh và các em học sinh, tôi là Adam Lewis, giám đốc đào tạo và hiệu trưởng chương trình tiếng Anh tại Edupia. Thay mặt cho tất cả các giáo viên của Edupia, rất vui và vinh dự khi được nói chuyện với các bạn trong buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022 của chúng ta ngày hôm nay. The last school year has of course been full of challenges, but it's also been a year full of opportunities. When we've been able to find new ways to learn, to create new methods of teaching, and to explore the possibilities that learning online brings. Năm học vừa qua đã có rất nhiều thử thách, song đây cũng là một năm đầy cơ hội khi chúng ta có thể tìm ra những cách học mới, tạo ra những phương pháp mới để giảng dạy và khám phá những khả năng mà việc học trực tuyến mang lại. I would like to say thank you to the parents of our students. Learning is a team effort between parents, students and teachers, and we couldn't do what we do without your support. You have played a huge part in your child's learning, and we are grateful for everything that you do. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh học sinh của chúng tôi. Học tập là nỗ lực của cả đội ngũ, giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Chúng tôi không thể làm tốt nếu không có sự hỗ trợ của toàn bộ gia đình. Gia đình đã đóng một vai trò rất lớn trong quá trình học tập của con mình và chúng tôi biết ơn vì tất cả. I would also like to thank the staff and teachers throughout Edupia's education department. We're lucky to have some talented team members at Edupia and it's my privilege to work with all of you every day. I'm confident in your ability to continue to deliver the highest standards of quality. And I want to thank you for the hard work that you've done. Tôi cũng muốn cảm ơn các giáo viên trong toàn bộ bộ phận giáo dục của Edupia. Chúng tôi thật may mắn khi có những thành viên tài năng trong Edupia và tôi có vinh dự được làm việc với các bạn mỗi ngày. Tôi tin tưởng vào khả năng của các bạn trong việc tiếp tục cung cấp các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và chúng tôi mong muốn cảm ơn các bạn vì công việc khó khăn mà các bạn đã làm. At Edupia, we want to promote the happy learning of all of our students. Learning is a journey, and it should be one of discovery and of joy. And we're proud to provide a learning environment that allows this to happen. And so, in this joyful spirit, I would like to announce the closing of the school year 2021-22. Tại Edupia, chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc học tập của toàn bộ các em. Học tập là một cuộc hành trình. Và nó phải là một cuộc khám phá đầy niềm vui. Chúng tôi tự hào vì đã mang lại môi trường học tập này tới các em học sinh. Và vì vậy, tôi xin tuyên bố bế giảng năm học 2021-2022. We wish all of our teachers, parents and students good health, happiness and a safe, relaxing and enjoyable summer break. And of course, we wish good luck to all school seniors in their upcoming exams. From me, thank you very much. Xin kính chúc các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có một kỳ nghỉ hè an toàn, thư giãn và thú vị. Chúc các em học sinh cuối cấp sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Xin cảm ơn. Chào hè 2022. Để tri ân phụ huynh đã đồng hành với Edupia suốt một năm qua, thầy cô Edupia xin dành tặng 100 suất học bổng đặc biệt cho ba mẹ. Nhận học bổng khóa học tiếng Anh trọn đời cho con chỉ với 1 triệu đồng. Tặng bộ quà độc quyền từ Edupia trị giá 1 triệu đồng, bao gồm sách từ vựng Thế giới quanh em, khóa học thuyết trình tiếng Anh, khóa học phát âm iSpeak, khóa học Edupia Live Class. Edupia cam kết hoàn tiền 100% cho ba mẹ nếu con học không tiến bộ. Ba mẹ hãy cùng thầy cô Edupia lan tỏa tri thức và cho con một mùa hè ý nghĩa, tự tin, chinh phục tiếng Anh ngay hôm nay. Để hòa chung với bầu không khí náo nhiệt trong buổi lễ ngày hôm nay,
cô sẽ có một mini game dành cho các con. List the words that start with the letter H. Các bạn hãy liệt kê những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái H. Hai bạn liệt kê được nhiều từ vựng chính xác nhất trong vòng 3 phút sẽ là người chiến thắng trong mini game đầu tiên và giành được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Nào, bây giờ các con hãy nhanh tay bình luận những từ vựng bắt đầu bằng chữ cái H mà mình có thể liệt kê được xuống bên dưới nha. Trong không khí hân hoan, phấn khởi của buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022, cô Ngọc Bích, ban giáo vụ Edubia rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho toàn thể giáo viên nhà trường phát biểu những cảm xúc và tổng kết thành tích của các bạn học sinh trong năm học vừa qua. Năm học 2021-2022
2022 đối với cô Bích và Ban giáo vụ Edupia là một năm có nhiều thuận lợi và cũng có nhiều khó khăn. Thuận lợi khi nhận được sự quan tâm sâu sát và hướng dẫn kịp thời của nhà trường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, thầy cô hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý học tập của 1.000 nhóm ở cả 3 khối, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Các bạn học sinh tích cực học tập, hoàn thành đúng các nhiệm vụ tuần, bài tập mà thầy cô giao. Khó khăn, đội ngũ giáo vụ mỏng chưa sâu sát được đến từng bạn học, từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, cô Bích cũng như nhà trường đã phối hợp chặt chẽ để khắc phục điều này và phân loại những học sinh yếu, kém để có thể chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, giúp các em từng bước tiến bộ và có được kết quả học tập tốt hơn. Thứ hai, một bộ phận không nhỏ học sinh chưa có khả năng tự học, ít chú trọng về việc chuẩn bị bài ở nhà. Hãy cùng cô điểm qua thành tích ấn tượng của các bạn học sinh trong năm học vừa qua nhé! Tỷ lệ học sinh vào học thường xuyên ở cả 3 khối lớp là 92%. Tỷ lệ học sinh chuyên cần với trên 3 buổi học một tuần ở cả 3 khối lớp là 70%. Về kết quả đạt được, xét trên toàn hệ thống, các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc các bài tập, bài học và bài kiểm tra của chương trình Edupia. Trong đó, điểm trung bình kỹ năng nói qua các bài tập iSpeak đạt 84/100. Điểm phát triển từ vựng đạt 91/100. Điểm luyện mẫu câu đạt 87/100. Kết thúc năm học 2021-2022, 46,9 học sinh đạt điểm 10 và 34,9 học sinh đạt điểm 9 môn học tiếng Anh. Đây được xem như một thành công lớn của cả cô và trò Edupia trong năm học vừa qua. Có gần 10.000 học sinh ở cả 3 khối đã tham gia vào các cuộc thi và chương trình do thầy cô và nhà trường Edupia tổ chức. Thầy cô và Edupia đã trao tặng hơn 1.000 phần quà và giấy chứng nhận đạt thành tích cao. Với những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, cô Ngọc Bích tin rằng sẽ là động lực quan trọng để các bạn học sinh tự tin tạo đà bứt phá trong các năm học tiếp theo. Để tiếp nối chương trình của buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị một phần chơi dành cho các bậc phụ huynh đang theo dõi lễ bế giảng để tri ân những quãng thời gian đồng hành cùng con học tiếng Anh, đặc biệt là với Edupia. Ba mẹ hãy viết một dòng bình luận để chia sẻ cảm nhận của mình khi cho con tham gia học tập tại Edupia với người thân và bạn bè của mình nhé. Từ giờ tới khi kết thúc buổi lễ, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 bình luận được nhiều like, share, comment nhất để trao những phần quà thú vị. Bây giờ, ba mẹ hãy comment xuống bên dưới những cảm nhận của mình về chương trình nhé! Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một phần hết sức đặc biệt, đó là vinh danh và trao quà cho những học sinh xuất sắc, chăm chỉ, đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Bên cạnh việc vinh danh những học sinh xuất sắc, thì nhà trường Edupia cũng muốn lan tỏa tới quý bậc phụ huynh và các em học sinh những câu chuyện đầy nghị lực của một số bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu và đạt thành tích cao trong học tập. Cô xin kính mời quý bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh cùng nhau hướng mắt lên màn hình để nhìn lại những gương mặt tiêu biểu của nhà trường trong năm học vừa qua. Nhìn lại một năm qua, Edupia đã đón nhận hơn 1 triệu học sinh trên khắp Việt Nam tin dùng. Trong đó, ghi nhận 86% điểm trên lớp của các em được cải thiện sau 3 tháng học. Edupia xin tuyên dương những gương mặt tiêu biểu như sau. Giải học sinh xuất sắc nhất. Em Đỗ Trí Bảo, học lớp 2A1, trường tiểu học thị trấn Tiên Hải. Em Phạm Khánh Vân, học lớp 3C, trường tiểu học Dị Sử. Em Đỗ Thanh Vân, học lớp 4C, trường tiểu học Xuân Lộc. Em Nguyễn Hồng Hải,
học lớp 4A13, trường Lý Thường Kiệt. Em Trương Thục Trinh, học lớp 5E, trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ. Giải học sinh chăm chỉ nhất em Lê Vũ Ngọc Ánh, học lớp 3D, trường Tiểu học Tiên Lục. Em Đặng Bảo Nam, học lớp 4A4, trường Tiểu học Ngọc Thụy. Em Phạm Ngọc Thùy Lâm, học lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Em Trần Minh Trang, học lớp 5A, trường Tiểu học Hoa Sơn. Giải học sinh có tiến bộ vượt bậc nhất: em Đặng Trâm Anh, học lớp 3C, trường Tiểu học Tân Việt. Em Đặng Châu Anh, học lớp 3, trường Tiểu học Liên Hoa. Em Nguyễn Cẩm An, học lớp 3A, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Em Lê Thị Quyên, học lớp 4B, trường Tiểu học Thiệu Giang. Bé Minh Trọng là trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi. Đến giờ bé vẫn chưa biết mặt bố. Tuy có tuổi thơ không vui vẻ, nhưng Trọng đã cố gắng rất nhiều trong học tập. Em là lớp trưởng trong nhiều năm học liên tiếp và luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Bé Minh Thư có bố bị khiếm thị, tuy vậy bé luôn nỗ lực trong học tập và giúp đỡ bố để cho bố vui lòng. Bé có kết quả học tập trên lớp rất tốt và đạt học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Giải học sinh năng nổ: hai bé Dương Thúy Hạnh và Dương Thúy Hương, lớp 3B, trường Tiểu học Xuân Thủy. Bé Phạm Từ Vi, lớp 4, trường Tiểu học Hai Riêng số 2. Bé Nguyễn Gia Linh, lớp 5, trường Tiểu học Minh Lãng. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một mini game mang tên Đuổi Hình Bắt Chữ. Cái tên rất là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nào? Luật chơi rất đơn giản, các con hãy nhìn hình ảnh gợi ý trên màn hình. Chúng ta hãy cùng đoán đây là từ tiếng Anh nào nhé. Ban tổ chức sẽ chọn bất kỳ hai bạn có câu trả lời đúng nhất để trao quà. Những bạn đạt giải sẽ được chương trình liên hệ sau khi buổi bế giảng kết thúc.
Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, tổng kết buổi lễ bế giảng của chúng ta, cô xin chúc mừng các bạn học sinh xuất sắc và may mắn nhất trong ngày hôm nay đã nhận được những phần quà vô cùng ý nghĩa. Sau buổi lễ bế giảng ngày hôm nay, các thầy cô ban giáo vụ sẽ liên hệ và gửi phần quà tới tận tay các con. Các con hãy cùng chờ đón phần quà mà mình đặt được nha. Sau đây, cô xin tuyên bố bế giảng năm học 2021-2022 và bắt đầu khởi động chương trình hè Edu Summer Camp. Các con hãy theo dõi và tham gia đầy đủ các nội dung của chương trình hè mà cô Vân Anh gửi trong nhóm Zalo của lớp nhé. Lời cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh sức khỏe, chúc thầy cô và các em học sinh hưởng trọn một mùa hè vui vẻ, bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt.